Em có thường hay ăn cái món Nhật không? Cũng thỉnh thoảng anh. Cuối tuần anh thường làm gì? Cuối tuần thì chắc là nếu mà có hẹn bạn bè đi chơi á thì đi dã ngoại ở ngoài hoặc là đi xem phim. Anh có một cái điều muốn hỏi là ví dụ mà sau này khi mà mình quen nhau rồi á, giả dụ như trên lúc mà hai đứa đi chung với nhau mà gặp vô tình thôi, mà gặp cái người yêu cũ á, thì em sẽ giải quyết cái tình huống đó như thế nào? Thì cái tính em là một khi mà em quen ai á thì em rất là trust, rất là tin tưởng người đối phương. Thì em cũng cảm thấy rất là bình thường, thì em sẽ hỏi anh như thế nào đó, ABCD gì đó. Và em có một cái biệt tài là phát hiện được ai nói dối đó, cho nên là không ai mà anh nói dối em cũng biết thôi. Bây giờ anh đang nói dối em nói thật. Ví dụ như là khi mà mình quen nhau như vậy, khi mà sau này mà gặp cái sự phản đối của gia đình đó, thì em có cái hướng giải quyết như thế nào để mình bảo vệ cái tình yêu của hai đứa? Thì nếu mà quen nhau thực sự á, thì nếu mà đã xác định rồi á thì chắc chắn thì mình phải nói thôi. Nhưng mà em nghĩ là chắc là bên phía gia đình cũng sẽ chấp nhận vào một ngày nào đó thôi. Thì quan trọng là cái cách của mình cư xử như thế nào và cách của mình yêu thương như thế nào để cho người ta thấy được. Nhà anh dữ lắm á. Còn anh thì sao? Anh thì anh nghĩ nếu mà đã muốn lâu dài với nhau rồi á, thì cái chuyện mình đấu tranh để mà mình bảo vệ cái tình yêu đó là chuyện tất yếu thôi. Có thể là ngày 1, ngày 2 không được thì mình phấn đấu dài lâu. Chứ giờ có đấu tranh chưa? Chưa đến mức nào mình đấu tranh đã phải ở mình rồi. Tại vì anh rất là thích về cái việc mà kinh doanh á. Ví dụ mà sau này mà hai đứa có dọn ra ở chung với nhau thì mình có thể kinh doanh chung một cái gì đó, thì em có nghĩ là mình sẽ kinh doanh một cái ngành nào không? Em cũng định là kinh doanh nhưng mà chắc là phải 5 năm nữa hoặc là như thế nào đó. Hiện tại thì công việc cũng đang tốt, với lại là em cũng muốn là tập trung cho công việc. Thì anh cũng rất là muốn kinh doanh mà về ngành hàng ăn uống, với lại cũng như hồi nãy anh có nói là hồi xưa anh có từng là về học may, mình cũng làm về cosplay á, là anh cũng muốn kinh doanh lại về cái ngành đó. Anh gặp em thấy sao? Đẹp trai. Không à, hồi nãy lúc mà nhìn vô tấm hình là biết liền luôn á. Sao biết? Không biết là do trực giác hay sao, nhưng mà thường thường anh nghe giọng nói thì anh sẽ đoán được cái vóc dáng của người đó. Anh cao mét nhiêu vậy? 1m75. 75, sao nhìn trong hình nó nhỏ con người ta? Hơi lụng. Lúc ngồi á thì em thấy cái ông đó rất là nhỏ, chắc là em nghĩ không phải. Sở thích của anh là gì? Anh thích đi xem phim nè, thích nghe nhạc nè. Anh là người hướng nội hay hướng ngoại? Tùy trường hợp. Anh có làm biến dọn nhà không? Cái đó thì khỏi phải nói, anh không có làm biến dọn nhà đâu. Anh thích chăm sóc nhà cửa của mình, thích giặt giũ và chờ người đó về nấu ăn. Em thì không có vậy. Mời cưng ngồi xuống đây luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nè. Trời ơi, tôi coi như là bạn gái luôn, tôi mở giùm nghe chứ thường trai tự mở đó. Rồi, đẹp trai đẹp gái đầy đủ, bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Em chào chị Cát Tường và chào bạn chơi ở bên kia. Em là tên là Lưu Phương Tấn, sinh năm 1988, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh, mà nguyên quán của ba thì ở bên Trung Quốc rồi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà em sinh ở bên đây đúng không? Dạ đúng rồi. Tại Tấn đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm nhân viên tư vấn về cái website. Trước đó thì mình làm gì? Trước đó thì em làm nhiều công việc lắm, có làm về bên sale cái website, fanpage, rồi còn có mở cái shop về kinh doanh đồ cosplay nữa. Vậy hả? Rồi, ok, vậy cũng được. Còn em? Em tên là Nguyễn Lê Tuyền, em 28 tuổi. Hiện tại thì em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc là trưởng phòng kinh doanh, quê em ở Lâm Đồng. Ngân hàng, đó, trưởng phòng kinh doanh ngân hàng bự rồi nha. Sắp tới tôi có vay tiền vô nhờ hỗ trợ nha. Mình xuống đây lâu chưa? Xuống 10 năm rồi. 10 năm, rồi hiện tại mình đang sinh sống với ai? Ở một mình ạ. Ở một mình, làm ngân hàng, ở một mình ở đâu? Ở Phú Nhuận. Phú Nhuận, yeah. Là mình ở một mình, bên đây là ở với ba mẹ. Dạ. Yeah. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tuyền? Em là một người rất là chăm chỉ và nỗ lực trong công việc, và là một người rất là tự tin. Còn điểm yếu của em thì là em là người hơi run khi mà gặp người lạ. Em cũng hơi lười biếng. Trời ơi, lười biếng mà sao lên tới 10 năm mình lên tới trưởng phòng ở trong ngân hàng dữ vậy? Lười tức là lười làm việc nhà, lười mấy cái việc ở nhà. Nhưng mà trong công việc em có thể kể một chút xíu về cái những ngày đầu em xuống, làm sao mà trong 10 năm em được cái vị trí ngày hôm nay? Đầu tiên em ra 2013 thì em mới đi làm nhân viên là khoảng 2 năm. Sau đó thì xin làm quản lý, và từ quản lý thì lên được giám sát, thôi lên trưởng phòng. Qua 3 công ty rồi. Mà nói nghe nè, nhìn đẹp trai quá mà không có gái mê hả?
Hỏi thiệt, hỏi nghiêm túc mà. Tao không hiểu, tao hỏi thôi. Có mà không thích lại gì? Có mà không thích lại. Nhưng mà hồi em còn trẻ em có thích gái không? Hay là bao nhiêu tuổi thì em biết là em không thích gái? Từ năm lớp 9 thì em biết là em thích con trai. Năm lớp 9 em biết thích con trai. Yeah. Tự nhiên sao em biết? Có là ai đó đến dụ dỗ em trước, hay là tự em phát hiện con người mình như vậy trước? Cái cảm giác tự nhiên thôi chị. Tức là cái bản thân mình đã như vậy á. Có nghĩa từ nhỏ lớn là lớn lên là biết yêu đương là thích con trai liền luôn. Em thì sao ạ? Điểm mạnh của em thì chắc là em có biết về may vá chút xíu, rồi em cũng có biết về nấu ăn. Điểm yếu thì chắc là nghe có nét tương đồng với bạn bên kia. Hơi lười và hơi nhút nhát khi mà gặp người lạ. Rồi, cũng có một câu hỏi giống như hỏi bạn bên kia vậy đó. Hồi đó giờ có thích bạn gái lần nào chưa? Chưa chị. Chưa luôn. Lúc nào thì em phát hiện được giới tính của mình? Chắc là đến tận cấp 3, cuối cấp 3 luôn thì mới biết được. Tại vì lúc đó là như một bạn bè thì cái tuổi đó là cái tuổi dậy thì, cái tụi nó hay rủ coi phim người lớn đó. Ừ. Nhưng mà khi mà coi phim người lớn thì em không có để ý phía bên kia. Em chỉ để ý lên cái vai nam thôi. Đó, cho nên ra là cũng thấy cũng kỳ kỳ, rồi sau này mới nhận ra là mình tự thấy mình kỳ kỳ. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là em đã come out với gia đình chưa? Em thì chưa có con ao với gia đình, chứ còn ở ngoài xã hội thì kiểu như bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết em đều biết. Nhưng em nghĩ ba mẹ em biết không? Em nghĩ là mẹ em chắc có biết, tại vì mẹ cũng có theo dõi cái Facebook. Nhưng mà chưa bao giờ mẹ hỏi trực tiếp em. Chưa. Thế hôm nay em tham gia chương trình này là em muốn come out với gia đình luôn đó phải không? Em cũng hên xui rồi chị. Tại vì gia đình em á, vốn á là bên nội của em á, ba của em với lại mấy cô mấy gì rồi hầu như là rất là ghét về LGBT. Nhưng mà là em tham gia chương trình vậy là biết rồi. Thí dụ ba mẹ em không coi đi nữa, bà con chòm xóm cũng coi chứ. Yeah. Nếu mà như vậy thì chắc em sẽ tìm cách để mà mình come out. Có lẽ đồng minh của em là bà dì của em á, thì dì hiểu hơn về cái vấn đề của cái thế giới thứ ba. Nên chọn một ngày nào đó nó thích hợp mình tâm sự trước, chứ đừng để gia đình bị sốc, thà mình nói trước. Dạ. Rồi trong cái quan hệ cộng đồng LGBT, trong cái mối quan hệ của em thì em là cái xu hướng là xu hướng nào? Em thì là sen. Sen là sao? Tức là lúc mình sao quen cũng được. Đúng rồi, sao cũng được. Mình quen top thì mình là boss, quen boss thì mình là top. Sao lời cái gì? Ngộ vậy. Ủa cái đó là do mình tự thích hay là nó như thế nào em, hay là có cái quy định? Có thể là do cái tính cách đó chị, tại vì em cảm thấy cái lúc mà khi mà em quen một bạn nào đó thì khi mà yêu rồi á, thì người kia muốn gì thì em sẽ chịu ở cái vị trí đó. Đó là thuộc về cảm xúc. Đúng rồi. Chứ không có trong cái giới mình không có cái quy định bắt buộc là ai phải là như thế nào, đúng dạ, không? Đúng rồi. Là do cảm xúc của mỗi người thôi, đúng không? Dạ. Thế còn em? Em thì cái nào cũng được, nhưng mà thiên về nằm dưới hơn. Là boss hơn, đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà cái gì cũng được. Dạ. Vậy là hai bạn cũng có phải là giống nhau, như chị coi giống như là lưỡng đi. Lưỡng là cả hai luôn á, sao cũng được nha. Chứ hồi nãy em từ dùng từ sen hả? Sen hả? Sen, dạ. Ồ, sen, ok. Rồi, hiểu rồi. Em có mau chưa? Chơi với gia đình thôi ạ, à. Còn ai tôi cũng biết rồi, đồng nghiệp rồi, hoặc là sếp. Sao cũng giống bên đây quá vậy? Dạ. Trong đồng công ty biết chưa? Có ai có nói ra nói vào, có ý kiến gì còi gì không? Dạ không. Nhưng mà miễn mình làm tốt cái công việc của mình thì thôi, đúng không? Nhưng mà hồi đó giờ đi làm trong ngân hàng tiếp xúc nhiều, có bao giờ bị gái tấn công chưa? Chưa, đi làm thì em nghiêm túc lắm vậy. Vậy có bị trai tấn công không? Không. Không luôn. Lên Sài Gòn lập nghiệp mà không có bị cám dỗ gì trơn trọi hả? 10 năm không có bị cám dỗ gì trơn trọi hả? Cũng có, nhưng mà nó cũng không có, tức là em lý trí thì em cũng biết cách giải quyết chị. Em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em mà nếu mà nói về chính thức thì 5 mối tình. Mối tình nào theo em nghĩ là nó sâu đậm nhất? Em nghĩ là cái mối tình đầu luôn á. Cảm giác là khi mà chia tay nhau rồi mới biết là mình yêu người đó như thế nào, với lại cái cách chia tay thì nó không được tốt đẹp cho lắm. Chia tay có sao? Người thứ ba. Chia tay sao không tốt? Ai có người thứ ba? Người kia có người thứ ba. Tại vì cái mối tình đó thì lúc mà tụi em quen nhau đó là hồi xưa, cách đây cũng lâu rồi đó. Đó là em hồi lúc đó mới có 19 tuổi thôi, thì em tham gia những cái trang hẹn hò trên mạng á, thì cũng có quen với bạn đó, rồi hẹn đi chung với nhau, rồi có mối quan hệ là bồ bịch như vậy, quen thử xong rồi đi chơi. Mà tại vì bạn đó bạn làm đầu bếp á, nên là cái thời gian không có nhiều. Đó là một tháng tụi em mới gặp nhau có một lần à. Mà một lần như vậy thì thường sẽ đi chơi xa mấy ngày luôn. Đi chung với nhóm bạn luôn như vậy. Thì cũng rất là nhiều kỷ niệm, và đến cái lần đi chơi cuối cùng á, thì bạn đó đi chung trong một nhóm bạn luôn á, là có cái người thứ ba đó, và bạn đó bắt đầu là kết cái người kia và quen cái người kia, và bắt đầu đổ lỗi là em thế này thế nọ, rất là nhiều lý do, xong rồi chia tay. Em có nắm níu không? Người đó nói là cắt đứt liên lạc, em chỉ nhắn lại một tin nhắn là ok thôi, chứ thậm chí chưa gặp mặt luôn. Tới giờ luôn. Dạ. Nhưng mà để lại cho em rất là nhiều cảm xúc, em vẫn nhớ hoài về cái mối tình đúng đó. Rồi. Sau bao lâu thì em mới quen được cái mối tình kế tiếp? Tới tận 2 năm sau luôn mới quen được một cái người tiếp theo. Quen bao lâu? 5 rưỡi. Rồi cũng lâu quá ha. Nhưng mà quen có 1 năm rồi. Nhưng mà sao mà ở chung với nhau luôn rồi mà cuối cùng cũng phải tách ra? Bạn đó lý do là em quan tâm bạn đó quá, giống như là mẹ của bạn đó.
khổ tâm quá, bực rối, rắc rối quá ha. Dạ. Sao cũng không được hết trơn á. Nhưng mà thời gian đó em ra ngoài em ở chung như vậy, ba mẹ em sao rồi không phát hiện, không biết gì hết hả? Em nói em chưa có mau gia đình mà. Thực ra thì do cái khoảng thời gian đó là em bỏ nhà đi bụi luôn. Trời đất ơi, sao bỏ nhà đi bụi? Từ nhỏ là kiểu như em với gia đình là cũng không có được cái mối quan hệ tốt á, lúc nào cũng cảm giác như là mình bị bỏ rơi á. Hay bị đổ lỗi rất là nhiều thứ. Mà thường thường là những cái lúc đó thì em sẽ qua nhà để mà tâm sự với ngoại. Cái lúc mà em bỏ nhà đi đó thì là ngoại em mất rồi, cũng như là không còn cái chỗ dựa luôn. Kiểu như là tới giọt nước tràn ly á, mới dọn ra ngoài ở luôn một thời gian. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì ở ngoài là cắt đứt liên lạc với gia đình, cho nên không có ai biết gì hết. Mà thường ta nói, những người trong cộng đồng LGBT là thường đơn sống đơn độc, nói vậy đúng không? Mà đáng lẽ thì dù mình có cái chỗ tâm sự thì đỡ, em come out thì em sẽ dễ hơn, còn em không come out nữa thì nó, cái cảm xúc của em nó như thế nào? Khó chịu lắm chị. Tại vì nhiều khi có những cái mình muốn nói với gia đình nhưng mà lại không nói được. Sao mình nói đại đi cho nó thoải mái, nhẹ nhàng. Tại vì mỗi khi mà muốn nói thì kiểu như là ba em á, ngồi xem TV mà gặp những cái chương trình mà nói về LGBT thì lúc nào cũng là hằn học rồi, kiểu như kỳ thị á. Không chiều chuộng thì cũng mất, mà chiều chuộng thì cũng không được luôn. Cái mối tình cuối cùng là em chia tay cách đây bao lâu rồi? Cái mối tình cuối cùng em chia tay thì cách đây gần 2 năm. 2 năm có nghĩa là 2 năm qua là một mình. Dạ. Tại sao trong 2 năm qua không tìm được cho mình một người nào khác? Mình quen quá nhiều trường hợp mà lúc nào cũng dẫn tới cái kết cuộc nó không được đẹp, cho nên là em sợ yêu. Rồi, để chị nghe không, bạn trai như thế nào, bên đây như thế nào nha. Mấy mối tình rồi? Thì 2 chị. Mối tình là đầu tiên như thế nào? Đầu tiên thì hai người gặp nhau ở một cái cửa hàng sách, trong một cái buổi ký sách của một cái tác giả. Thì rồi đó quen nhau thì rất là khổ, và cả hai cũng không có công ăn việc làm gì hết. Nhưng mà sau lý do thì là quen nhau thì được 2 năm. Lý do cái mối tình thì rất là sâu đậm, rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Lý do chia tay là đi làm rất là về trễ, 8-9 giờ tối mới về. Thì người đó thì cảm thấy là trống vắng, người ta tìm một cái người thứ ba. Thì khi mà xác định thì cả hai cũng phải dây dưa và cả tháng xong mới chia tay. Rồi mối tình thứ hai là quen trong công ty, quen nhau thì cũng được gần 1 năm. Là lý do chia tay là tại vì về cách biệt tuổi tác thì không cùng cái định hướng về cuộc sống. Quen được bao lâu? 10 tháng. 10 tháng à? Rồi dạ. Bây giờ ở không tới nay là bao lâu rồi? 2 năm chị. Cũng 2 năm luôn. Trời, nó giờ thấy hai người này trùng khớp nhiều cái lắm luôn nha. Hai người đều sen nè, chia tay mới gì 2 năm nè, ở không 2 năm. Thấy nhiều cái cũng hơi trùng khớp, hy vọng hôm nay các bạn sẽ tìm được một cái sự đồng cảm với nhau. Yeah. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng em là muốn tìm người như thế nào? Em thích người lớn tuổi hơn, chững chạc. Rồi, bạn này 32. Yeah. Lớn hơn 4 tuổi được không? Đủ chưa? Rồi, em muốn tìm mẫu người như thế nào? Nói nghe coi, trời, cái hình gì mà đông người dữ vậy nè. Muốn tìm người như thế nào? Muốn tìm một cái người mà cao ngang tầm em là về vóc dáng nè. Còn về tính cách thì hòa đồng và biết quan tâm cái đối phương chút xíu là được. Có điều gì em không thích ở cái người bạn đồng hành với mình không? Không thích thì nhiều khi mà mình quen nhau rồi mình mới biết được cái không thích của mình là gì. Rồi còn em? Em thích người cao hơn em một chút, công việc thì ổn định và có cái định hướng là xác định lâu dài. Em cao bao nhiêu? Em 1m7. 1m7. Hồi xưa giờ em sống, những cái hai cái mối tình của em là em có ra sống chung với người ta chung một nhà luôn chưa? Mối tình đầu thì có, còn mối tình sau thì không. Bây giờ là em muốn tìm tới một cái mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, đúng không? Nghĩa là cùng sống với nhau. Ủa bây giờ em về nhà lại rồi, sau cái thời gian chia tay bạn đó là bỏ nhà đi bụi đó là về nhà lại rồi. Dạ. Đúng không? Còn mối tình sau cùng này là có ra ngoài ở riêng không? Dạo sau này là có dạ, ra ngoài không? Ở... Tại vì bạn kia bạn cũng không có come out với gia đình á. Nên là gia đình bên đó cũng cấm cản nhưng mà không có ra được. Em có mong muốn tìm một cái mối quan hệ mà cả hai cùng come out để mà được sống chung với nhau. Nếu mà được như vậy thì được, tốt quá chị. Rồi, đây tìm đi. Em ấy trong đó đó, bốn chàng trai ấy. Rồi có ảnh ở trọng á, hình mặc dù hơi đông người nhưng mà cũng có mấy chàng trai thôi à, mở ra tìm là thấy liền à. Em nghĩ là bạn này. Tại sao em chọn bạn đó? Em nghĩ trong cái dàn này thì ở cái độ tuổi 28 chắc là bạn này. Mà thích bạn đó không? Dễ thương ha. Dạ. Được, để đó đi. Bên nào, anh nào? Chắc bạn này quá. Tại sao chọn anh đó? Em đoán cũng là độ tuổi chắc là bạn này thôi. Rồi, hai bạn hãy giữ cái tấm hình đó đi. Và xem cảm nhận của chúng ta ngày hôm nay có đúng không nha. Ai sai bị phạt nha. Rồi, 1, 2, 3. Sao? Thôi mình phạt sau đi, bây giờ mình tặng quà trước đi rồi tôi phạt nè. Anh đoán đúng em đó, mà em đoán trật ảnh nha. Anh có 2 quyển sách tặng cho em. Tại vì anh cũng không biết là mình có đọc qua hay chưa. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là anh có một cái vấn đề về đọc sách á, cho nên ra là anh tặng cái cuốn sách này cũng mục đích là ví dụ như sau này mình có quen nhau thì em đọc cho anh nghe. Em cũng có 2 cuốn sách em rất là thích thì em cũng tặng anh. Ủa sao ngộ vậy? Dạ.
Hai đứa đã biết nhau trước ở ngoài đăng ký tham gia chương trình hay sao vậy? Dạ không. Sao làm gì bữa nay trùng hợp dữ vậy? Nhà Dạ Kim. Ủa mà tại sao bên nào cũng tặng sách mà bên nào cũng là tặng hai cuốn, tại sao không tặng một cuốn mà tặng hai cuốn? Vì cái số 2 nó đẹp hơn số 1. Cuốn nhìn nó mỏng quá. Trời đất ơi, trùng hợp mà cùng tặng sách mà lại cùng tặng hai cuốn nữa. Rồi bộ em không có đọc sách hả? Phải có bạn trai, phải có bạn mới đọc. Em rất là muốn đọc sách chị, nhưng mà quan trọng ở chỗ là em mà cầm cái cuốn sách lên là 15 phút sau em ngủ. Trời đất ơi, vậy mà mua sách tặng người ta để người ta đọc, người ta đúng kể không? Mình nghe. Tại hồi đó giờ là toàn là người yêu em nè, hay là người thân em đọc sách cho em nghe mà. Hay quá, thôi vậy cũng được. Bây giờ phạt nè, bên này sai, đoán sai em, bây giờ phạt bạn đấy cái gì? Rồi, phạt gì? Nói đi. Biết hát hò nhảy múa gì không? Biết hát một chút. Rồi, vậy hát một chút, hát được không em? Dạ được. Rồi. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngất ngơ, yêu là như thiếu đó tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là như một quen đời. Dễ thương thôi, yêu tới đó thôi. Còn yêu như là cái gì, về hai đứa nói chuyện riêng với nhau, hát nhau nghe. Rồi bây giờ chị Tường sẽ dành ít phút cho hai bạn tâm sự riêng với nhau. Và mình sẽ thưởng thức những cái món ăn ngon tại nhà hàng, vì mình là hẹn trưa mà, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ Tường xin mời hai bạn thưởng thức món sushi của nhà hàng Phiêu Mượn. Đó, ăn ngon nha, nhưng mà nhớ vừa ăn nhiều tâm sự nói chuyện với nhau nha. Dạ. Ít phút chị Tường quay lại, mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Em có thường hay ăn cái món Nhật không? Cũng thỉnh thoảng anh. Cuối tuần anh thường làm gì? Cuối tuần thì chắc là nếu mà có hẹn bạn bè đi chơi á, thì đi dã ngoại ở ngoài hoặc là đi xem phim. Anh có một cái gì mình muốn hỏi là cái gì mà sau này khi mà mình quen nhau rồi á, giả dụ như trên lúc mà hai đứa đi chung với nhau mà gặp vô tình thôi, mà gặp cái người yêu cũ á, thì em sẽ giải quyết cái tình huống đó như thế nào? Thì cái tính em là một khi mà em quen ai á, thì em rất là trust, rất là tin tưởng người đối phương. Thì em cũng cảm thấy rất là bình thường. Thì em sẽ hỏi anh như thế nào đó, ABCD gì đó. Và em có một cái biệt tài là phát hiện được ai nói dối đó. Cho nên là không ai mà anh nói dối em cũng biết thôi. Bây giờ anh đang nói dối em nói thật. Ví dụ như là khi mà mình quen nhau như vậy, khi mà sau này mà gặp cái sự phản đối của gia đình á, thì em có cái hướng giải quyết như thế nào để mình bảo vệ cái tình yêu của hai đứa? Thì nếu mà quen nhau thực sự á, thì nếu mà đã xác định rồi á, thì chắc chắn thì mình phải nói thôi. Nhưng mà em nghĩ là chắc là bên phía gia đình cũng sẽ chấp nhận vào một ngày nào đó thôi. Thì quan trọng là cái cách của mình cư xử như thế nào và cách của mình yêu thương như thế nào để cho người ta thấy được. Nhà anh dữ lắm á. Còn anh thì sao? Anh thì anh nghĩ nếu mà đã muốn lâu dài với nhau rồi á, thì cái chuyện mình đấu tranh để mà mình bảo vệ cái tình yêu đó là chuyện tất yếu thôi. Có thể là ngày 1, ngày 2 không được thì mình phấn đấu dài lâu. Chứ giờ có đấu tranh chưa? Chưa đến mức đâu, mình đấu tranh đã phải ở mình rồi. Tại vì anh rất là thích về cái việc mà kinh doanh á. Ví dụ mà sau này mà hai đứa có dọn ra ở chung với nhau thì mình có thể kinh doanh chung một cái gì đó, thì em có nghĩ là mình sẽ kinh doanh một cái ngành nào không? Em cũng định là kinh doanh, nhưng mà chắc là phải 5 năm nữa hoặc là như thế nào đó. Hiện tại thì công việc cũng đang tốt, với lại là em cũng muốn là tập trung cho công việc. Thì anh cũng rất là muốn kinh doanh mà về ngành hàng ăn uống, với lại cũng như hồi nãy anh có nói là hồi xưa anh có từng là về học may, mình cũng làm về cosplay á, là anh cũng muốn kinh doanh lại về cái ngành đó. Anh gặp em thấy sao? Đẹp trai. Không à, hồi nãy lúc mà nhìn vô tấm hình là biết liền luôn á. Sao biết? Không biết là do trực giác hay sao, nhưng mà thường thường anh nghe giọng nói thì anh sẽ đoán được cái vóc dáng của người đó. Anh cao mét nhiêu vậy? 1m75. 75, sao nhìn trong hình nó nhỏ con người ta? Hơi lụng. Lúc ngồi á thì em thấy cái ông đó rất là nhỏ, chắc là em nghĩ không phải. Sở thích của anh là gì? Anh thích đi xem phim nè, thích nghe nhạc nè. Anh là người hướng nội hay hướng ngoại? Tùy trường hợp. Anh có làm biến dọn nhà không? Cái đó thì khỏi phải nói, anh không có làm biến dọn nhà đâu.
Anh thích chăm sóc nhà cửa, mình thích giặt giũ và chờ người đó về nấu ăn. Em thì không có vậy được. Nãy giờ mới có phân bố công việc nhà thôi hả? Tính dọn về ở chung rồi hả? Sao phân bố công việc nhà thôi? Em thì em cũng có tính dọn về ở chung. Tính rồi luôn rồi hả? Nãy giờ tính luôn rồi hả? Trời hay quá, tôi mới ra ngoài tôi kiếm đồ ăn, tôi chưa kịp ăn hết luôn mà tôi vô ở đây về ở chung luôn rồi. Hai bạn thấy nãy giờ sao mình trò chuyện thì mình thấy mình hợp nhau ở những điểm nào? Em nói trước. Như là về cái thời gian làm việc cũng như là cái cá tính thì có vẻ nó có cái nét tương đồng ở trong đó vậy. Em định là em sẽ giữ vai trò gì trong mối quan hệ này? Tùy vào không, bây giờ không có tùy, em nãy giờ em nói chuyện thôi. Hồi nãy giờ em nói chuyện, chị đang hỏi thật. Còn cái chị ốp về tính sao? Hiện tại nãy giờ trao đổi, em cảm thấy em thích giữ vai trò gì trong mối quan hệ này? Chắc là vai trò là chồng. Nãy nghe người ta nói thích làm vợ bởi vậy. Nãy giờ em cảm thấy những cái điều gì em và anh ấy không hợp? Nãy giờ em chỉ để ý là chắc là gia đình anh này hơi khó. Gia đình anh hơi dữ, nhưng mà anh cũng đã từng bỏ nhà đi bụi rồi đó. Và em nghĩ không nên như vậy. Nên được sự đồng ý của gia đình, nên tìm một cơ hội come out trước. Và đồng thời cái chương trình này nó ra luôn nữa là nó phù hợp cùng một lúc. Bởi vì cha mẹ nào dù cuối cùng rồi không lẽ bỏ mình sao? Tại vì giờ em như vậy rồi, em đâu có thể thay đổi được đâu. Đâu có thể bắt em lấy vợ sinh con được đâu. Đúng chưa? Rồi riết rồi cha mẹ cũng phải chấp nhận thôi. Không lẽ bỏ em. Rồi thôi sẵn em cũng vậy nữa chứ gật gật cái gì. Về rồi hai bạn bàn nhau come out luôn đi. Nếu hai bạn đã đồng ý gật đầu thì chị nghĩ nhân cái sóng truyền hình đây, chúng ta nên come out với gia đình luôn đi. Biết đâu gia đình đang coi được lúc này, mình mới thấy là cái sự trân trọng của mình dành cho gia đình. Chị muốn nghe nè, cái gì mình chủ động chứ đừng để thiên hạ nói cho nhà mình nghe, nó khó chịu lắm. Thà là mình nói, đúng không? Rồi em thanh niên làm trước, đứng lên cơn, nhìn thẳng về máy quay. Con có điều muốn nói với ba mẹ luôn á, là thực sự ra bữa giờ là ba mẹ cứ liên tục nhắc tới cái chuyện mà cưới vợ rồi sinh con, liên tục ép á, thì con cảm thấy rất là bức bối. Bởi vì có một cái mà con chưa có nói với ba mẹ từ nhỏ đến giờ luôn á, là con không có thích con gái. Mà bây giờ nếu mà có cưới vợ về thì chỉ có làm khổ cho cái người con gái mà con sẽ cưới thôi. Nên là nhân ở đây thì con muốn nói với ba mẹ luôn á, là con thích con trai và con muốn được sống với chính mình. Cũng mong là ba mẹ sẽ chấp nhận con. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời em tới với mình luôn đi. Con chào ba mẹ. Thực ra thì con nghĩ là chắc mà ba mẹ thì cũng đoán được là cái giới tính của con, nhưng mà ba mẹ chắc là sợ con buồn nên không có nói. Nhưng mà con nghĩ rằng là dù con như thế nào thì ba mẹ vẫn thương con và con vẫn mãi là con của mẹ. Nhưng mà con hứa là con sẽ trở thành một người tốt và sống có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành của tụi em. Và chị nghĩ rằng là nếu ba mẹ em, tụi em mà có nghe được những cái lúc này thì cũng sẽ hiểu, sẽ đồng cảm và cũng vẫn sẽ giang vòng tay mà đón nhận tụi em thôi. Bởi vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi ha, mang nặng nẻ đau để nẻ đó. Một đứa con nuôi khôn lớn thì ai cũng muốn con mình được sống trước tiên là mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Nếu như thật sự tụi em tìm thấy được cái hạnh phúc của chính mình thì chị tin rằng là ba mẹ vẫn sẽ đồng ý và vẫn sẽ yêu thương tụi em. Rồi, chúc tụi em sẽ có được cái sự đồng cảm từ gia đình càng sớm càng tốt nha. Yeah. Rồi, bây giờ quay lại với câu chuyện của hai bạn. Bình thường là đến cái lúc này là chương trình của mình sẽ có một cái màn là sẽ chơi một cái những cái game nhỏ nhỏ của chương trình đưa ra để là cho các bạn thoải mái với nhau hơn. Nhưng đây cũng là một cặp đôi đặc biệt. Các bạn là những người trẻ, năng động, vậy các bạn có muốn thách đố gì với nhau, có muốn là đặt câu hỏi gì với nhau, các bạn hãy tự làm luôn đi, khỏi cần chương trình. Được không? Dạ được. Mời em trước. Làm chồng đâu có dễ. Em chỉ có một câu hỏi thôi là giả sử nha, nếu như mà cái này là về trong cái vấn đề mà cảm xúc á, thì giả sử như hai đứa đang đi chung với nhau mà gặp một cái người con trai mà nó đẹp quá trời luôn, nó hấp dẫn đến mức mà không cưỡng lại được luôn á, thì em phản ứng sao? Hỏi khó trả lời. Đã đẹp mà không cưỡng lại được. Em nghĩ anh em hay anh hay là chị Tường thì gặp trai đẹp cũng sẽ nhìn thôi. Trời ơi, tôi vô giành giật với mấy đứa luôn hả? Trời ơi, rồi sao nhưng mà nữa? Cái quan trọng là cái cách của mình cư xử và cái cách mình phản ứng và cái bản thân của mình như thế nào. Như hồi nãy em có mention, có đề cập là nếu mà đã quen nhau thì chắc chắn phải chung thủy. Chỉ có một đối tượng. Nhưng mà cái khúc đó kìa, cái khúc đang đi mà gặp trai đẹp xuất hiện mà không cưỡng lại được nè, thì mình sẽ làm sao? Chảy nước miếng.
hay là cái gì đó, phải có một cái cụ thể hành động lúc đó chứ đừng nói là không nhìn nha. Không, cái công việc của em thì gặp rất là nhiều người đẹp, nhưng mà cho nên em cảm thấy bình thường. Thế là quen rồi. Không, quen rồi. Rồi em muốn hỏi gì anh? Phải là người kiên nhẫn không? Kiên nhẫn cũng phải tùy trường hợp. Trong một mối quan hệ, ví dụ anh hẹn em đi chơi đi, nhưng mà em bận đi làm quá, cái mình lỡ hẹn. Mà lần hai thì vẫn vậy mà, thì lần ví dụ tới lần ba mới gặp được đi, thì anh có phải là người kiên nhẫn như không? Kiên nhẫn đấy. Trong cái chuyện đó thì anh rất là kiên nhẫn. Hay là khi mà anh thấy không được, anh sẽ tìm cái đối tượng mới để khỏa lấp cô đơn. Thực ra thì hồi nãy em có nói là trong cái mối quan hệ thì khi mà hai đứa quen nhau thì nó sẽ cần có cái sự chung thủy á. Thì anh cũng như vậy, một khi mà anh đã quen người nào rồi thì anh chỉ quen đúng người đó thôi. Cho nên là cái chuyện mà người đó có để mình phải chờ, phải đợi gì đó, nhưng mà họ có cái lý do chính đáng thì mình có thể kiên nhẫn mình chờ đợi, nó chuyện bình thường. Hai đứa còn thắc mắc gì nữa không? Còn muốn hỏi nhau gì nữa không? Dạ không. Rồi, hai bạn nắm tay nhau qua cái cửa trái tim đi ạ. 30 giây dành cho nhau. Mỗi người nói với nhau một câu nữa, thể hiện cái tình cảm của mình, mong muốn của mình, cảm xúc của mình, hay muốn nói bất cứ điều gì ngay lúc này, để chúng ta sau đó bình tĩnh lại, suy nghĩ và quyết định đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hay không. Mời hai bạn nắm tay nhau qua trái tim. Anh mong là sau này có thể đọc sách được cùng với em. Em thì cũng không phải là người thích đọc sách, nhưng mà em là người rất là thích được kể chuyện cho người khác nghe. Hy vọng là anh là người có thể giúp em, mình có thể là cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Rồi, hy vọng là mình có cơ hội. Cảm ơn hai bạn. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm mạnh, nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra nha. Dạ. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cho chị Tường hỏi xíu, tại sao bên đây bấm đúng mà bên đây bấm hơi trễ? Em đang còn phân vân điều gì? Thì em cần suy nghĩ. Suy nghĩ về điều gì? Có cái gì ở anh này mà em cảm thấy chưa được tự tin để mà bấm nút một cái nhanh lẹ? Không phải là không tự tin, nhưng mà tại vì cái suy nghĩ em thôi, em muốn cái gì đó nói kỹ và em cần khoảng 5-6 giây để chắc chắn là mình đang lựa chọn đúng. Hỏi cho vui cho hiểu thôi. Cho nên là em phải kiên nhẫn trong mối quan hệ này, vì bạn ấy luôn chậm một chút. Dạ. Nhưng hy vọng rằng chậm mà chắc nha, chứ không phải chậm mà mất. Dạ. Nha. Trước tiên là thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng để cùng xem phim những bộ phim thật hay với nhau. Và cũng như bao cặp đôi khác đã bấm nút hẹn hò, chúng ta hãy trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chà, chiều cao đồ xứng đôi nha. Bạn trai này ăn mặc đẹp trai gọn gàng ha, chăm sóc cho vợ nha. Rồi. 6 tháng sau dọn về nhà ở chung. Còn chị nào dọn ra thì chị không biết nha. Còn ở được bao lâu là tùy hai em. Hy vọng rằng là chị luôn chúc cho các em cũng giống như là trong cộng đồng LGBT luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hẹn Ăn Trưa.